để anh giới thiệu cho. Hưng, đây là Phương, người mà nãy giờ tôi báo cáo đó. Thật ra em và Phương quen với nhau từ lâu rồi ạ. Trước mắt trong thời gian này á, bên tụi anh á rất cần bên tụi em giúp đỡ. Chỉ cần Phương nói một tiếng là được mà anh. Bây giờ chúng ta là người nhà rồi, người nhà thì phải giúp nhau chứ ạ. Em mua cho em mấy chiếc áo ấm để tuần sau em đi cho. Anh mang cho em cả cái vali to một người nữa. Chuyện của anh với Ngọc sao rồi? Có gì đâu em, anh đã nói rồi. Chỉ là Ngọc hiểu lầm thôi. Em thấy Ngọc đã rất là đau khổ. Em thật sự không muốn anh làm đau khổ thêm một người con gái nào nữa hết. Em đã đau khổ quá nhiều rồi. Mà em cũng rất hiểu con người của anh. Thôi, giờ anh về đi. Chuyện của hai đứa mình khó có thể trở lại bình thường như trước. Tặng em đây. Sao anh vào được đây? Anh có đặc quyền mà. Với lại, ai lại ngăn cản người hâm mộ đến gặp thần tượng của họ chứ. Cảm ơn sự chung thủy của anh nha. Con à, tụi mình sớm là đám cưới anh nhé. Em thật sự không thể trả lời câu hỏi của anh được. Anh thông cảm cho em. Anh đi đi, tôi muốn ở một mình. Đừng đuổi anh nữa mà. Em muốn ở bên cạnh em. Em muốn coi anh như người vô hình cũng được. Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi. Anh biết đang nói cái gì không? Anh chưa đủ chín chắn hả? Đừng bao giờ nói cái gì mình không làm được, biết chưa? Kìa Phương, em nghe anh này, em nhìn anh đi. Anh là Hưng của em, Hưng của ngày xưa. Anh trở về rồi đấy. Em không tin anh sao? Tin anh hả? Tôi đã tin tưởng, yêu thương anh. Anh có biết tôi đã khổ sở thế nào trong suốt 4 năm qua không? Anh có biết được là cảm giác ê chề, tủi nhục của một người bị bỏ rơi là như thế nào không? Anh không cầu mong em sự tha thứ, nhưng anh muốn em biết một điều, là anh chỉ yêu một mình em thôi. Mình có thể làm lại từ đầu, tin anh đi. Tôi nói cho anh biết, không bao giờ có thể là từ đầu được. Đón xem những cô nàng độc thân làm mẹ lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 trên kênh Vi Giải Trí.